Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Cảm ơn các em và quý phụ huynh đã đăng ký khóa học online của thầy. Trong clip hôm nay, thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 14, đó chính là một số lương thực, thực phẩm. Các em nhớ nè, khi nói tới lương thực, lương thực nghĩa là nó sẽ cung cấp nhiều cái tinh bột cho cơ thể con người chúng ta. Đó chính là ví dụ như là gạo, ngô, khoai, sắn, mì rồi đấy. Còn thực phẩm là những cái loại thức ăn khi mà chế biến sẽ thành thức ăn của chúng ta, ví dụ như là thịt, cá, trứng rồi đó, rau, củ quả thì nó gọi là thực phẩm, nhớ nha. Chúng ta học chúng ta phải phân biệt được đâu là lương thực và đâu là thực phẩm nha, cho nó không lẫn lộn được. Người ta hỏi này, câu 1 này, cây trồng nào rồi sau đây không được xem là cây lương thực? Không được nha, không được xem nghĩa là cây nào mà lương thực thì chúng ta loại ra. Lúa gạo thì chắc chắn đây chính là cây lương thực này. Đây là cây lương thực này, đúng không? Ngô có phải không? Phải, cây lương thực này. Mía, mía có phải là cây lương thực em? Không, tại vì mía đâu cung cấp tinh bột đâu, đúng không? Cây mía này không cung cấp tinh bột thì chứng tỏ cây mía này nó không phải. Không phải này. Lúa mì cung cấp tinh bột thì nó chính là cây lương thực. Như vậy ở đây người ta nói là không được xem là cây lương thực, như vậy người ta sẽ chọn là cây mía này. Được chưa? Không phải cây lương thực. Ok. Cây mía nó chỉ còn là nguyên liệu để mà cung cấp, để mà sản xuất ra là đường. Là đường. Ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Ok. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein, nghĩa là chất đạm? Nhiều protein, protein nghĩa là chất đạm ha. Thì các em nhớ này, chất đạm thì trong quá trình học chúng ta đã biết rồi. Thì nó sẽ chứa, có nhiều cái loại mà chứa nhiều chất đạm, ví dụ như là thịt, trứng, cá, sữa, bơ thì nó chứa rất là nhiều chất đạm nhất. Gạo thì đây là chứa tinh bột. Rau xanh thì nó sẽ chứa là chất xơ. Thịt chắc chắn ở đây là thịt là chứa nhiều chất đạm này. Gạo và rau xanh, các em nhớ nha, gạo là chứa nhiều tinh bột, còn rau xanh thì chứa nhiều chất xơ cũng như là vitamin các kiểu, chất khoáng rồi đấy. Chứ nó không có chứa nhiều chất đạm nhất. Như vậy thịt ở đây là chứa nhiều chất đạm nhất. Nên là trong các cái nhóm chất thì chúng ta phải nắm nhiều chất béo, chất xơ, vitamin, chất khoáng các kiểu ấy. Nhớ là trong rau và trái cây ấy, thì nó chứa nhiều chất xơ và chất khoáng. Còn dù như là mỡ hoặc là dầu đấy thì nó chứa nhiều chất béo gọi là lipid ấy. Còn protein nghĩa chất đạm là thịt, trứng, cá, không? Còn tinh bột ví dụ như là gạo rồi đấy. Người ta hỏi nhìn ở đây, gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể? Gạo nè, em nhìn nè, gạo. Gạo thì nó sẽ cung cấp chất đường bột, carbon hydrate chất đường bột, protein chất đạm, lipid chất béo, vitamin chất đạm này, thịt, trứng, cá này, lipid là mỡ động vật và dầu thực vật này, ví dụ mỡ heo, mỡ lợn rồi đấy, hoặc là dầu đậu nành, dầu lạc rồi đấy. Vitamin này có nhiều trong trái cây, rau quả nha. Còn chỉ có thằng A này là gạo này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất cơ thể, đó chính là chất đường bột, là carbon hydrate. Được chưa? Máy này nó dễ nghe, chứ không có gì khó cả. Tiếp tục nghe. Ta đã biết 100g ngô và 100g gạo đều sinh ra năng lượng là 1528 kJ. Cái này đọc là kJ em nha. Vậy tại sao ta không ăn ngô thay gạo? Vì sao em? Vì gạo ấy nó dễ tiêu hóa hơn ngô em. Chứ chúng ta ăn ngô nhiều là nó rất là bị ách em, nghĩa là nó khó tiêu. Người Việt của mình hay sử dụng cái từ ách. Cái chỗ Phú Yên của thầy hay sử dụng từ ách, còn ngoài Bắc đồ sử dụng từ gì thầy cũng không biết nữa. Gọi là nó chướng bụng, nó khó tiêu, người ta gọi là ách. Đấy. Và ngoài ra gạo thì nó chứa nhiều cái dưỡng chất nó tốt cho cơ thể hơn nhiều so với ngô. Nên em thấy người Việt của chúng ta chọn gạo là cái lương thực chính, chứ không phải là ngô hoặc là sắn đâu em. Mà lúc nào cũng có cơm, cứ đi học về hay đi làm về lúc nào phải có nồi cơm. Thức ăn có thể là ngon hoặc là dở không biết, nhưng mà phải có nồi cơm mới đã. Tại vì nó là cái nguồn năng lượng chính để cung cấp cho cơ thể em nha. Ok. Đây nghe. Ta rõ chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Câu này thì có sự tính toán em.
trong khẩu phần ăn của Dũng 13 tuổi, nghĩa là lứa tuổi của các em đó, là 13 thì lớp 7 nha, lớp 6 là 12 ha, tại vì chúng ta cũng 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 học cũng chuẩn bị lên lớp 7 đó ha. Gồm có này, ở đây là gì, 350 g carbon hydrate, nghĩa là đây là đường bột này, carbon hydrate nghĩa là đường bột, nghĩa là gạo đấy, 100 g lipid, 100 g lipid, 200 g protein. Lipid ở đây là có thể là ăn mỡ heo rồi đó ha. 200 g protein, nghĩa là chất đạm ha. Và nhiều loại vitamin và muối khoáng khác. Thì đấy là chúng ta không cần phải tính toán số liệu. Em hãy cho biết khẩu phần của Dũng đã hợp lý chưa và giải thích rõ vì sao. Biết nè, hiệu suất hấp thụ cơ của cơ thể đối với carbon hydrate là 90%, đối với lipid là 80 và đối với protein là 60. Như vậy thì bây giờ này, hiệu suất của carbon hydrate nghĩa đường bột này 90%, nghĩa là nó ăn là 350 thôi nhưng mà nó chỉ hấp thụ chỉ 90% thôi, thì nhân đây 90%, cái thằng lipid này là chỉ hấp thụ là 80% thôi, nhân ở đây 80% để ra bao nhiêu gram. Thế nào anh, đây là protein thì hấp thụ chỉ 60% thôi. Rồi chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm, em hiểu không nào? Và chúng ta sẽ tính nó cái lượng nó hấp thụ vào trong cơ thể đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 350 nhân ở đây là 90, cái phần cái nút phần trăm là chỗ đây em, để gọi cái nút phần trăm ở chỗ đây này, chúng ta bấm từ bấm đồng thời hai phím là shift and em nha. Đây thầy sẽ bấm em xem, shift này, shift rồi chúng ta bấm and thì nó ra là 90% này. Ta bấm nhớ bằng, bạn nào mà chưa biết cách bấm thì chúng ta vào 49 clip máy tính của thầy á, chúng ta học để sử dụng cái FX580V nít này rất là quan trọng em nha. Gam này, rồi tiếp tục, 100 g mà hấp thụ ra 80% thì nó sẽ là 80 g, không cần bấm máy tính nha. Ở đây 200 g nhân đi cho 60% ship an đây sẽ bằng ở đây là 120, đúng không, 120 g. Rồi như vậy thì anh ăn vào á, anh ăn vào là bao nhiêu đó, nhưng anh hấp thụ á đạt cái phần trăm như vậy thôi, nên ta sẽ tính ra phần trăm hấp thụ này. Đường bột hấp thụ chỉ 315 thôi, lipid chỉ hấp thụ 80 thôi, và cái ăn protein chỉ hấp thụ là 120 thôi. Rồi tiếp tục như đây nè, gì hỏi như đây, nhu cầu dinh dưỡng nam 13 đến 15 tuổi là khoảng là 2000, cái này là cái số dùng để chúng ta đối chiếu này. Như vậy 13 tuổi thì chúng ta sẽ lấy cái mốc là 2500 đi. Như vậy này, 1 gram carbon hydrate tạo ra là đây là 4,3 kilocalo. Như vậy đây chúng ta sẽ nhân ở đây cho 4,3 bằng, đúng không? 1 gram lipid tạo ra 9,3 gram thành loại 9,3 kilocalo. Cái này là đọc là kilocalo các em nhé. Protein, protein thì 1 gram nó sẽ tạo ra là nhân ở đây là 4,1. Nghĩa cái phần này gọi là năng lượng á, năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động á. Chúng ta tính bằng này, sau đó chúng ta cộng lại xem thử nó có rơi vào trong cái khoảng này không. Nếu mà rơi vào trong khoảng này nghĩa là đảm bảo dinh dưỡng, còn nếu nó cao hơn hoặc là thấp hơn thì chắc chắn là không đảm bảo, hiểu không? Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta tính này, chúng ta lấy 315 đây nhân cho 4,3. cái bài này hay này em này, đây nó sẽ bằng là 1354,5 kilocalo, đúng không thầy? Ghi chỗ đây nha, 1354,5 kilocalo, cái đơn vị chúng ta ghi chỗ đây. Tiếp tục ta lấy 80 nhân ở đây cho 9,3, đúng không? 80 nhân là 9,3 ở đây sẽ bằng 744 kilocalo. Tiếp tục lấy 120 g nhân ở đây cho 4,1, ở đây ra là 492 kilocalo. Rồi bây giờ chúng ta cộng bàn này lại, hiểu không? Tổng này, tổng năng lượng này, tổng năng lượng của bằng Dũng này ở đây sẽ bằng là 1354,5 này cộng ở đây cho 744 này cộng đây 492 này, rồi bằng này, ok ok. Rồi thầy bấm cho em xem này, 1354,5 cộng 744 cộng 492 đây, và bấm chữ SD này ra nha. Như vậy bằng là 2590,5 kilocalo. Như vậy bây giờ chúng ta đối chiếu được cái chuẩn
ta đối chiếu cái chuẩn, cái số chuẩn nó đây, cái kilo calo của nó rơi vào này 2500 2600. Như vậy thì cái này hợp lý chưa? Cái này đã hợp lý, nghĩa là bạn Dũng ăn như thế này cực kỳ hợp lý ấy. Tại vì nó rơi vào cái mức tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu như chúng ta tính ra ở đây ví dụ 2400 hoặc là 2700, nếu như 2400 thì sao? Nếu như ở đây chúng ta tính ra 2400 thì chúng ta kết luận là không hợp lý. Nếu như ăn như thế này thì nó sẽ bị coi cọc và suy dinh dưỡng. Còn nếu như mà ăn 2700 hoặc 2800 hay là số cao không, nghĩa là nó vượt hơn cái số này, thì lâu dần nó sẽ gây là béo phì. Mà béo phì thì bữa nay chúng ta thấy là nó sẽ dẫn tới các căn bệnh ví dụ như là tiểu đường, hoặc là bị gút, hoặc là bị gan nhiễm mỡ các kiểu, mỡ máu rồi đấy. Nên là khi mà người ta đưa ra cái bảng tiêu chuẩn mà người ta ăn được như này, cái năng lượng ở đây là gì? Thầy giải thích này. Cái năng lượng nghĩa là để chúng ta, nó tính bằng đơn vị kilo calo, thì chúng ta sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động. Tại lấy ví dụ này, chúng ta lấy tay chúng ta sờ lên cơ thể chúng ta xem thử nó có ấm không, xem nó có ấm không, có ấm nghĩa là cơ thể chúng ta luôn luôn là duy trì ở trạng thái ổn định. Tại vì cơ thể chúng ta là cơ thể hàng nhiệt mà, đúng không? Hàng nhiệt nghĩa là nhiệt độ ổn định là tầm khoảng 36 độ 5 cho tới 36 độ 6 cho tới dưới 37 độ. Thì cái gì mà duy trì cơ thể chúng ta luôn luôn ấm và nóng như vậy, đó chính là năng lượng này. Nên là buổi sáng chúng ta phải ăn sáng, buổi trưa chúng ta phải ăn, và buổi chiều tối chúng ta phải ăn, ăn và uống để cung cấp năng lượng để cho cơ thể chúng ta hoạt động. Chúng ta không tin, chúng ta nhìn đó một ngày hoặc là 2 ngày đi, xem từ cơ thể chúng ta có thể làm việc được hay không. Không, đúng nào, là cái sức đâu mà làm. Như vậy ăn vào thì nó sản sinh ra năng lượng, người ta tính bằng kilo calo này. Hiểu chưa? Cái bài này rất là hay nha. Đấy. Như vậy bạn Dũng ăn như là hợp lý nha. Xong. Ok chưa? Rồi, đây nha. Thầy cũng tính cho em có chữ này. Đó, ta tính xong ta sẽ cộng lại. Ta cộng lại là ok. Đó, cộng lại này. Sau đó ta kết luận này. Rồi, ta sẽ đi sang bài tiếp theo em nhé. Bài tiếp theo. Thầy lại thích làm những cái dạng toán. Nên là ta toán trong đó thầy thích nghe. Nghĩa là nó cũng hấp dẫn mà nó lôi cuốn. Còn lý thuyết không nó cũng chán nha. Thực sự là như vậy. Nhưng mà ở phần lớp 6 này chủ yếu lý thuyết nhiều. Chứ bắt đầu là lớp 7, lớp 8, lớp 9. Đặc biệt là lớp 8, lớp 9 thì thầy nói em là như phân hô môn hóa không. Thầy nói đuối không, thực sự là như vậy. Câu tiếp theo 14.6 này. Khẩu phần ăn có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sự phát triển của cơ thể con người. Hãy cho biết này. Khẩu phần ăn đầy đủ phải bao gồm những chất dinh dưỡng nào? Thì khẩu phần ăn đầy đủ thì bao gồm những chất dinh dưỡng nào em? Theo em là những chất dinh dưỡng nào mà chúng ta học chúng ta biết rồi. Thứ nhất là gì nào? Thứ nhất là protein, đúng không? Gì nữa? Lipid. Gì nữa? Lipid là chất béo đúng không? Rồi carbon hydrate như là chất đường bột á, như là như gạo rồi đấy. Carbon hydrate đó, chúng ta ghi đường bột cũng được. Vitamin và chất khoáng thì có nhiều trong trái cây với lại hoa quả này, chất khoáng này, được chưa? Người ta hỏi với em là để xây dựng khẩu phần ăn hợp lý ta cần dựa vào những căn cứ nào, thì ở trong sách giáo khoa thì nó đã có ba cái căn cứ. Đây, thầy sẽ ghi cho em ở câu B này. Đó chính là căn cứ thứ nhất, đó chính là đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với từng đối tượng. Từng đối tượng ở đây nghĩa là gì? Ví dụ người già thì ăn khác, người trẻ với độ tuổi đang lao động thì ăn khác, còn đối chị em thì lại ăn khác. Nên là phải đúng đối tượng là như vậy ha. Cái thứ hai là đảm bảo đủ các cái thành phần dinh dưỡng, thành phần dinh dưỡng đủ các, đảm bảo thành phần dinh dưỡng nghĩa là đảm bảo bốn cái thằng này này nó phải cân đối và phù hợp nha.
dinh dưỡng hữu cơ này, vitamin này, rồi chất khoáng này. Đấy. Cái thứ ba cuối cùng là đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, đủ kilocalo đấy, cho nhu cầu của cơ thể, cho nhu cầu của cơ thể. Thì ở đây á, chúng ta phải hiểu là ví dụ tùy theo cái ngành nghề, ví dụ như cái người mà đi bốc vác lao động nặng thì phải ăn, chế độ ăn và chế độ dinh dưỡng nó phải khác so với cái người mà làm việc ở văn phòng. Ví dụ như thầy giáo viên đi thì chắc chắn là cái chế độ dinh dưỡng nó không thể nào bằng những người đi làm nông được, những người đi ra ruộng, ra rẫy, ra rừng, đi bốc vác các kiểu được, em hiểu nào. Hoặc là cái đối tượng ví dụ như là người già 80 tuổi thì nó cũng phải khác với đối tượng là 40 tuổi, 40 tuổi nó cũng sẽ khác với cái đứa mới đĩa là 1 tuổi chẳng hạn. Chúng ta hiểu như vậy nha. Ok, ta hiểu chưa? Đây, cung cấp đi. Câu B nhé. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo nha. Rồi, câu tiếp theo. Người ta hỏi ở đây, Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Ví dụ như là ở Thái Bình đúng không em? Gạo 5 tấn mà, ở Thái Bình là để thấy sản xuất, hay là bữa nay nay như ở miền Tây rồi á thì sản xuất gạo rất là nhiều ha. Gạo là lương thực hay thực phẩm thì nó chính là gì? Nó chính là lương thực. Gạo nó chính là lương thực tại vì nó cung cấp cho con người ta một cái lượng tinh bột rất là lớn, nên nó chính là lương thực và nó được chọn là cái phần lương thực chính cho nước Việt Nam chúng ta và một số nước ở châu Á. Còn ví dụ như ở châu Âu đồ, châu Mỹ đồ thì nó không phải là gạo em, mà ví dụ như là nó là bánh mì. Bánh mì hoặc là một số loại thực phẩm như thịt rồi này nọ, cho nó không phải là gạo. Kể tên hai khu vực sản xuất gạo chính ở Việt Nam thì ví dụ như là đồng bằng sông Cửu Long hoặc là đồng bằng sông Hồng. Các cái tỉnh mà dọc ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng á, người ta sản xuất gạo rất là nhiều. Tại sao phải thu hoạch lúa đúng thời vụ? Tại vì sao? Tại vì đảm bảo cái hạt gạo nó chất lượng tốt. Bữa nay người ta hay yêu cầu các cái nhà nông á tham gia cái vào cái việc gáp nha. Việc gáp nghĩa là không sử dụng cái thuốc hóa chất bảo vệ thực vật, mà chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là sản phẩm hữu cơ, nghĩa là cung cấp để mà xuất khẩu gạo cho nước ngoài và người ta rất là thích ăn. Tại vì khi mà dùng thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ gây ung thư rồi một số bệnh tật người ta không ấy, nhưng mà khi chúng ta làm được cái việc gáp này thì cái sản khi mà sản xuất ra được sản phẩm thì khi mà bán vào thị trường ví dụ ở châu Âu hoặc trong Mỹ thì giá thành của gạo hoặc lúa thì rất là cao ha. Nên là nông dân của mình rất là phấn khởi nha. Và đặc biệt là khi mà thu hoạch đúng thời vụ là tránh bị hao phí khi thu hoạch. Và khi mà đúng thời vụ thì chúng ta đã là thời vụ, nghĩa là đúng thời tiết, mà đã đúng thời tiết thì khi đó làm nó sẽ đạt rất là chất lượng ha. Đấy, chúng ta hiểu như vậy được nha. Câu 14.7 này. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng nha. Câu 8. Chúng ta đi sang câu số 8 em. Hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể ngày càng nhiều, trong đó có không ít vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học. Nè. Mới đây thầy nhớ cách đây 2-3 ngày trên VTV nó có đưa cái vụ ngộ độc thực phẩm ở cái ở Nha Trang, hình như là cái quán cơm gà nghe. Cái quán cơm gà như cái con số mà ngộ độc lên tới 200-300 người ở Nha Trang em nhé. Còn ở trường học á, ở đây người ta kể tên thực phẩm ví dụ như là vụ ngộ độc pate minh chay ha, hay là vụ ngộ độc thực phẩm tại trường trung học cơ sở Bát Can, được chưa? Em hãy nêu một số nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Thì nó có rất là nhiều nguyên nhân em. Do là thực phẩm bị nhiễm khuẩn này, thực phẩm quá hạn sử dụng này, thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại này, thực phẩm được chế biến không đảm bảo cái quy trình vệ sinh. Và đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng ví dụ sữa hay là một số sản phẩm khác thì chúng ta phải có thói quen, đó chính là phải để ý cái ngày sản xuất và cái hạn sử dụng của nó.
Nếu mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mà quá hạn sử dụng mà nó gây nấm mốc các kiểu đó thì rất là nguy hiểm. Nó trước mắt là chúng ta sẽ bị cái đường tiêu hóa này, tiêu chảy đâu các kiểu ha. Và về sau lâu dài á thì chúng ta sẽ dễ bị ung thư nha. Đặc biệt chúng ta cứ thấy mà cái sản phẩm nào mà lên mốc meo á, màu xanh nấm mốc rồi là chúng ta vứt đi, chúng ta đừng mà tiếc. Đặc biệt là chúng ta phải chú ý ở gia đình của các em mà cái tăm thớt á, về nhà xem thử cái tăm thớt mà lên mốc các kiểu á, thì lấy tăm thớt để vứt đi. Bố mẹ có hỏi sao vứt thì mình nói là thầy dạy nếu mà nấm mốc thì rất là dễ bị ung thư, nên là chúng ta vứt và mua cái khác nha, hoặc là đũa rồi đấy, chúng ta phải phơi nắng các kiểu rồi, chứ không là để ẩm thấp là sẽ gây mốc. Khi bị ngộ độc thực phẩm em cần phải làm gì? Khi mà bị ngộ độc thực phẩm ấy, thì em cần mà thứ nhất là phải dừng cái này, dừng ăn cái đó. Sau đó chúng ta mốc, chúng ta ói ra, chúng ta nôn ra. Chúng ta đừng có tiếp cái thực phẩm nó ngon hay gì, chúng ta giữ lại trong bụng thì rất là đau bụng. Sau đó chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta pha cái nước Orizon. Orizon ở đây là cái nước để mà bù nước cho người bị ngộ độc, để mà trung hòa cơ thể. Trong đấy nó có chất điện ly trong đó nha. Nếu mà ngộ độc nặng thì chắc chắn mày đi cấp cứu bệnh viện rồi. Đấy. Và chúng ta phải lưu lại một số cái mẫu mà chúng ta bị ngộ độc để chúng ta đưa tới các viện nghiên cứu để xem thử là nguyên nhân là bị cái gì. Thì ở trong cái phần mà cái vụ ngộ độc cơm gà Nha Trang á, thì hình như là bị ngộ độc là do một cái loại vi khuẩn, nó cái tên là gì, Myoma cái gì đấy, vi khuẩn nó gây nhiễm khuẩn đường ruột và tới 200-300 người nhập viện em, và triệu chứng là như nhau nha. Người ta hỏi em là làm thế nào để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thì cái này á, chúng ta phải nãy thầy nói rồi, chúng ta phải xem cái hàng sử dụng của nó và cái nguồn gốc của nó là sản xuất từ đâu, và chúng ta kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ăn nha. Đảm bảo là chúng ta phải chế biến là phải ăn chín uống sôi, chứ mà chúng ta ăn chưa chín là đường nào cũng bị đau bụng mà. Và đặc biệt khi chúng ta chế biến thực phẩm á, thì nó phải sạch sẽ và phải hợp vệ sinh, chứ mà chúng ta chế biến mà bỏng thì đường nào cũng nhiễm khuẩn thôi, hiểu chưa? Đấy. Nên là chúng ta phải chú ý, và cứ cả trong ở nhà chúng ta cũng vậy, chúng ta nấu nướng các kiểu là cũng phải rửa ráy sạch sẽ các kiểu ha, đừng có xài mà mấy cái đồ mà dởm dảo là khi ăn vô là không đảm bảo sức khỏe. Đi bệnh viện thì cái tiền đi bệnh viện đây cũng quá trời quá đất. Được em. Đây. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 15 nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.